quý vị và các bạn, thường trực trong các đội hình tình nguyện phòng chống dịch của thành phố qua các đợt dịch, bên cạnh lực lượng chức năng là những màu áo xanh thanh niên. Khi thành phố Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 05 của Ủy ban Nhân dân thành phố, lực lượng đoàn viên thanh niên tại địa phương lại tiếp tục được tăng cường cho những nhiệm vụ mới. Bằng tinh thần xung kích, tình nguyện, không ngại gian khổ, tuổi trẻ Đà Nẵng cũng mong muốn được góp sức mình cùng thành phố nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh. Tại hơn 400 chốt kiểm soát được thành phố Đà Nẵng thiết lập từ ngày 31 tháng 7 đến nay để thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch bệnh, chốt nào cũng có sự tham gia cần mẫn trách nhiệm của những màu áo xanh thanh niên. Đều đặn 3 ca mỗi ngày, mỗi ca từ 6 đến 8 tiếng, các tình nguyện viên luôn nhắc nhau tuân thủ 5 ca để có sức khỏe cùng thành phố chống dịch. Với những công việc là hỗ trợ cho cùng với là các lực lượng đo thân nhiệt, kiểm soát cùng với lại các chốt chặn, rồi hỗ trợ nhân dân đưa các lương thực thực phẩm cũng như là các khu cách ly trên địa bàn thành phố, với một mong muốn hiện nay đó là cùng với lại thành phố và nhân dân thành phố đẩy lùi dịch bệnh và mong thành phố trở lại an bình hơn. Hiện toàn thành phố Đà Nẵng có hơn 6.000 đoàn viên thanh niên tình nguyện đang tham gia công tác phòng chống dịch tại các điểm nóng như các khu vực đang thực hiện cách ly y tế trên địa bàn quận Sơn Trà. Lực lượng đoàn viên thanh niên tại cơ sở cũng xung kích tham gia các công tác phòng chống dịch, hỗ trợ người dân vùng cách ly theo sự phân công, điều động của chính quyền đoàn thể địa phương. Hiện nay Sơn Trà, tất cả các chốt trên địa bàn Sơn Trà thì đều có lực lượng của thanh niên tình nguyện trên địa bàn cùng tham gia với các lực lượng trong công tác phòng chống dịch. Cùng với đó thì có các tình nguyện viên trên địa bàn các phường cũng đang rất là tích cực tham gia các hoạt động của phường về hỗ trợ xét nghiệm, hỗ trợ các lực lượng y tế, rồi tham gia các công tác xã hội, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân trên địa bàn phường. Hỗ trợ lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm, phân phối hàng hóa nhu yếu phẩm đến tận tay người dân khó khăn, triển khai các bếp ăn thiện nguyện chăm lo sức khỏe cho tuyến đầu, đi từng ngõ, gõ từng nhà, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về phòng chống dịch bệnh, đồng hành cùng lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát dịch. Những màu áo xanh đã và đang xuất hiện ở từng ngóc ngách cuộc sống, thầm lặng góp sức mình để lan tỏa nguồn năng lượng chống dịch tích cực đến cộng đồng.